khiến cho chúng sinh ra khỏi biển sinh tử vị nguyệt thiên tử thứ hai tên là hoa vương kế quang minh vì trong hoa vương kế của vị này phóng ra quang minh chiếu đến thân chúng sinh khiến cho họ đắc được lợi ích cho nên được tên này vị nguyệt thiên tử thứ ba tên là chúng diệu tịnh quang minh vì vị này có quang minh vi diệu thành tịnh chiếu sáng chúng sinh khiến cho họ đắc được trí huệ cho nên được tên này vị nguyệt thiên tử thứ tư tên là An Lạc Thế Gian Tâm. Vì vị này khiến cho tất cả chúng sinh thế gian đắc được an lạc, cho nên được tên này. Vị nguyệt thiên tử thứ năm tên là Thụ Vương Nhãn Quang Minh. Vì vị này thanh tịnh quang minh, giống như đại thụ vương, cho nên được tên này. Vị nguyệt thiên tử thứ sáu tên là Thị Hiện Thanh Tịnh Quang. Vì vị này thị hiện khắp tất cả thế giới đều có quang minh thanh tịnh, cho nên được tên này vị nguyệt thiên tử thứ bảy tên là phổ du bất động quang vì vị này chu du khắp mười phương thế giới mà quang minh chẳng động cho nên được tên này vị nguyệt thiên tử thứ tám tên là tinh tú vương tự tại vì vị này là vua trong tinh tú lại tự tại tiêu giao cho nên được tên này vị nguyệt thiên tử thứ chín tên là tịnh giác nguyệt vì vị này giác hạnh thành tịnh viên mãn như ánh sáng mặt trăng cho nên được tên này vị nguyệt thiên tử thứ 10 tên là Đại Oai Đức Quang Minh. Vì vị này có Đại Oai Đức Đại Quang Minh cho nên được tên này. Có vô lượng số nguyệt thiên tử như vậy làm thượng thủ. Các vị đó đều siêng năng hiển hiện tâm bảo của chúng sinh. Mười vị nguyệt thiên tử này đều làm thượng thủ trong chúng nguyệt thiên tử. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên nguyệt thiên tử không thể tính đếm được. Những vị thiên tử này đều tinh tấn tu tập Bồ Tát giống như trăng sáng ở trong hư không, tùy nước lắng trong ở trong tâm chúng sinh liền hiện hiện ra mặt trăng sáng. Do đó có câu Phật pháp như trăng sáng lơ lửng trên bầu trời, tâm chúng sinh thanh tịnh, bóng Bồ Đề hiện ở trong. Tức là đạo lý ngàn cái ao nước đều có ngàn mặt trăng, trên đây là chúng thứ nhất Nguyệt Thiên Tử lại có vô lượng nhật thiên tử. Đó là thiên tử nhật, thiên tử quang diệm nhãn, thiên tử tu di quang khả úy kính tràng, thiên tử ly cấu bảo trang nghiêm, thiên tử dũng mãnh bất thối truyền, thiên tử diệu hoa anh quang minh, thiên tử tối thắng tràng quang minh, thiên tử bảo kế phổ quang minh, thiên tử quang minh nhãn, thiên tử chỉ thắng đức, thiên tử phổ quang minh lại có vô lượng vô biên nhật thiên tử. Nhật thiên tử gọi chung là mặt trời, bây giờ đại diện gồm có 10 vị. Nhật thiên tử, nhật ý nghĩa là thật, vì thường sung thật, vừa nóng vừa chiếu sáng, biểu thị trí huệ sở chiếu của Bồ Tát. Nhật dùng dương đức, nguyệt dùng âm linh. Một thường phá đen tối, biểu thị căn bản phá hoặc. Một thường mát mẻ, biểu thị đức giải lợi ích vạn vật đó là công đức của nhật nguyệt, mặt trời, mặt trăng. Vị nhật thiên tử thứ nhất tên là quang diệm nhãn. Vì mắt của vị này phóng ra quang minh như lửa ngọn, cho nên được tên này. Vị nhật thiên tử thứ hai tên là tu di quang khả úy kính tràng. Vì vị này có quang minh cao như núi tu di, khiến cho người thấy hít sinh tầm kính sợ, cho nên được tên này vị nhật thiên tử thứ ba tên là ly cấu vào trang nghiêm vì vị, vị này có bảo châu cử dơ bẩn quét bụi trần vừa thanh tịnh vừa trang nghiêm cho nên được tên này vị nhật thiên tử thứ tư tên là dũng mãnh bất thối truyền vì vị, vị này có tầm dũng mãnh tinh tấn chỉ hướng đến trước mà không lùi về sau cho nên được tên này vị nhật thiên tử thứ năm tên là diệu hoa anh quang minh vì vị này có chuỗi diệu hoa có quang minh như cầu vồng nằm quang mười sắc dáng lạng và ái cho nên được tên này vị nhật thiên tử thứ sáu tên là tối thắng tràng quang minh vì vị này có tràng quang minh thủ thắng nhất tứ quang minh này không thể so sánh phòng theo được cho nên được tên này vị nhật thiên tử thứ bảy tên là bảo kế phủ quang minh vì bảo kế của vị này phóng ra quang minh chiếu khắp tất cả thế gian cho nên được tên này. Vị nhật thiên tử thứ 8 tên là Quang Minh Nhãn, vì mắt của vị này phóng ra một thứ quang minh đặc biệt thủ thắng, cho nên được tên này. Vị nhật thiên tử thứ 9 tên là Trì Thắng Đức, vì đức hạnh của vị này thủ thắng nhất, không ai sánh kịp, cho nên được tên này. Vị nhật thiên tử thứ 10 tên là Phổ Quang Minh, vì vị này phóng quang minh chiếu sáng khắp tất cả chúng sinh khiến cho họ đắc được trí huệ cho nên được tên này. Có vô lượng số nhật thiên tử như vậy làm thượng thủ. Các vị này đều xin năng tu tập lợi ích và làm tăng trưởng căn lành của chúng sinh. Mười vị nhật thiên tử này làm thượng thủ trong các chúng nhật thiên tử. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên không cách chi tính đếm được. Những vị nhật thiên tử này đều xin tu tập pháp đại thừa, lợi ích tất cả chúng sinh và làm tăng trưởng căn lành của chúng sinh. Người chưa trồng căn lành thì khiến cho họ trồng căn lành. Người đã trồng căn lành thì khiến cho sinh trưởng. Người căn lành đã sinh trưởng thì khiến cho thành thục. Người căn lành đã thành thục thì khiến cho được giải thoát. Ở trên là chúng thứ hai nhật thiên tử. Lại có vô lượng tam thập tam thiên vương. Đó là thích ca nhân đà la thiên vương. Phổ sưng mãn âm thiên vương, từ mục bảo kế thiên vương bảo quang tràng danh xưng thiên vương phát sinh hỷ lạc kế thiên vương khả ái lạc chánh niệm thiên vương tu di thắng âm thiên vương thành tựu niệm thiên vương khả ái lạc tịnh hoa quang thiên vương trí nhật nhãn thiên vương tự tại quang minh năng giác ngộ thiên vương lại có vô lượng vô biên tam thập tam thiên vương trời tam thập tam tức là trời đau lợi là tầng trời thứ hai thuộc về dục giới trời đao lợi ở trên đỉnh núi tu di chưa rời khỏi mặt đất cho nên gọi là địa cư thiên Phương đồng của trời đao lợi có tám trời phương nam có tám trời phương tây có tám trời phương bắc có tám trời đế thích một trời ở chính giữa cộng thành trời tam thập tam ba mươi ba tầng trời trong quá khứ có một tín nữ thấy một tượng phật cũ chóc sơn chùa cũng hư hoại, do đó phát tâm trùng tu đi khắp nơi lạc quyên. Thì có 32 người nữ cùng phát tâm sửa chữa ngôi chùa này và trang nghiêm tượng Phật. Người có trí việc tất thành, trải qua thời gian cuối cùng đã thành công, chùa làm mới lại, tượng Phật trang nghiêm bằng vàng rất đẹp, nhờ công đức đó chết rồi được sinh lên trời làm thiên chủ. 32 người nữ đó làm thiên chủ có trời tam thập nhị, cộng với người nữ chủ sướng công đức thành thiên chủ trời tam thập tam. Vị thiên chủ này gọi là Thích Đẻ Hoàn Nhân, còn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thành của vị này ở gọi là Thành Thiện Kiến, dùng vang dòng làm thanh. Chính giữa thành có một lầu cát dùng bày báu tạo thành, tức là cung điện của thiên chủ. Nói về Thích Ca Nhân Đà La thích ca dịch là năng nhân nhân đà la dịch là chủ nếu nói đầy đủ là thích ca đề hoàn nhân đà la gọi tắt là thích đề hoàn nhân đề hoàn dịch là thiên tức là nhân thiên chủ vì dụ dỗ quyến thiện cho nên được làm chúa trời vị thiên vương tam thập tam thứ nhất tên là phổ xương mãn âm vì vị này có đức hạnh cho nên khắp nơi đều xưng dương tán thán ca tụng âm thanh vang dội khắp trời đất cho nên được tên này. Vị thiên vương tam thập tam thứ hai tên là Từ Mục Bảo Kế. Vì mắt của vị này rất từ bi lại có bảo kế phóng đại quang minh cho nên được tên này. Vị thiên vương tam thập tam thứ ba tên là Bảo Quang Tràng danh sưng. Vì vị này dùng quang minh bảy bóng để trang nghiêm tràng bóng trở thành danh sưng cho nên được tên này vị thiên vương tam thập tam thứ tư tên là phát sinh Hỷ lạc kế vì bảo kế của vị này phóng quang minh khi chúng sinh thấy được thì sinh tâm hoàn hỷ và khoái lạc cho nên được tên này vị thiên vương tam thập tam thứ năm tên là khả ái lạc chánh niệm vì vị, vị này có chánh niệm cho nên được người ái kính khiến cho người vui thích cho nên được tên này vị thiên vương tam thập tam thứ sáu tên là tu di thắng âm vì vị này có âm thanh thủ thắng siêu hơn núi tu di cho nên được tên này vị thiên vương tam thập tam thứ bảy tên là thành tựu niệm vì vị này khiến cho chúng sinh đạt thành tâm nguyện thành tựu thiện niệm của chúng sinh cho nên được tên này vị thiên vương tam thập tam thứ tám tên là khả ái lạc tịnh hoa quang vì vị này là mắt lành từ bi bất cứ ai thấy thì đều phát tâm cung kính vui thích Đức hạnh của vị này thanh tịnh như ánh sáng hoa sen cho nên được tên này. Vị Thiên vương tam thập tam thứ 9 tên là Trí Nhật Nhãn. Vì vị, vị này có mắt trí huệ, sáng như ánh sáng mặt trời cho nên được tên này. Vị thiên vương tam thập tam thứ 10 tên là tự tại quang minh năng giác ngộ. Vì vị, vị này vừa tự tại vừa quang minh, năng giác ngộ tất cả chúng sinh cho nên được tên này có vô lượng số tam thập tam thiên chủ vương như vậy làm thượng thủ. Các vị này đều siêng năng phát khởi nghiệp rộng lớn của tất cả thế gian. Mười vị thiên vương tam thập tam này làm thượng thủ trong chúng thiên vương, ngoài ra còn có vô lượng vô biên nhiều chẳng thể tính đếm được. Những vị thiên vương tam thập tam này đều rất tinh tấn, phát khởi nghiệp rộng lớn, cùng tu hành với tất cả chúng sinh, học tập Phật Pháp, trồng nhân bồ đề kết quả bồ đề đó là thành tựu nghiệp của Phật. Tại sao chư thiên thích con người làm thiện? Vì Atula đố kỵ trên trời, có vị cam lồ, chư thiên muốn cầu nữ sắc của Atula cho nên bị chỗ này mà thường phát sinh chiến tranh. Đế thích biết Atula sớm muốn đến tác chiến trước mới phái người đến nhân gian tuần tra, quan sát nếu người làm thiện nhiều thì người trời sẽ thắng, nếu người làm ác nhiều thì người trời sẽ thất bại. Cho nên khuyên người đời hướng thiện gặp kẻ ác nhất định phải trừng phạt. Người thiện nhiều thì quyến thuộc chư thiên cũng nhiều, người ác nhiều thì quyến thuộc a tu la cũng nhiều. Vì có quan hệ như thế cho nên chư thiên hy vọng tất cả chúng sinh riêng làm công đức lành, tiêu diệt tội lỗi. Đó là mục đích của Chúa Trời giáo hóa chúng sinh, cũng là biện pháp giải cứu duy nhất. Trên đây là chúng thứ ba tam thập tam thiên vương Lại có vô lượng tu dạ ma thiên vương Đó là thiện thời phần thiên vương Khả ái lạc quang minh thiên vương Vô tận huệ công đức tràng thiên vương Thiện biến hóa đoan nghiêm thiên vương Tổng trì đại quang minh thiên vương Bất tư nghỉ trí huệ thiên vương Luân tẻ thiên vương Quang diệm thiên vương Quang chiếu thiên vương phổ quán sát đại danh sưng thiên vương lại có vô lượng vô biên tu dạ ma thiên vương trời tu dạ ma là tầng trời thứ ba thuộc dục giới ở trên không núi tu di đã tách khỏi mặt đất cho nên gọi là cư không thiên trời ở trên không tu dịch là thiện dạ ma dịch là thời vì tùy thời thọ hưởng dục lạc cho nên gọi là trời thiện thời phần Cõi trời này chẳng có ánh sáng mặt trời mặt trăng, dùng hoa sen nở và khép lại làm ngày và đêm, hoặc là hoa sen đỏ nở làm ngày, hoa sen trắng nở làm ban đêm, cho nên gọi là trời thời phần. Cõi trời này tự nhiên có ánh sáng, thần trừ thiền tự phóng ra ánh sáng, chiếu khắp trời đất. Người tu thượng phẩm 10 điều lành và thiền định thì có thể sinh về cõi trời này, hưởng thọ khoái lạc đặc biệt thủ thắng nhưng phước trời hưởng hết rồi thì trở lại luân hồi tùy theo nghiệp lực mà thọ sinh tử. Vị tu dạ ma thiên vương thứ nhất tên là Thiện Thời Phần. Vị vị này là chúa cõi trời tu dạ ma, quản lý chúng sinh cõi trời này, cho nên được tên này. Vị tu dạ ma thiên vương thứ hai tên là Khả Ái Lạc Quang Minh. Vị vị này thích khoái lạc và thích quang minh, cho nên được tên này vị tu dạ ma thiên vương thứ ba tên là vô tận huệ công đức tràng vì vị này có trí huệ vô cùng tận lại có công đức vô lượng vô biên sáng giống như tràng báu cho nên được tên này vị tu dạ ma thiên vương thứ tư tên là thiện biến hóa đoàn Nghiệm, vì vị này khéo về biến hóa vừa đoan tránh vừa trang nghiêm cho nên được tên này vị tu dạ ma thiên vương thứ năm tên là tổng trì đại quang minh vì vị này tổng tất cả pháp chỉ vô lượng nghĩa có cảnh giới đại phóng quang minh không thể nghĩ bàn cho nên được tên này vị tu giả ma thiện vương thứ sáu tên là bất tư nghị trí họa vì vị này có đại trí họa không thể nghĩ bàn cho nên được tên này vị tu giả ma Thiên vương thứ bảy tên là luân tà vì vị này quản lý chúng sinh trong sáu nẻo về vấn đề sinh sinh từ từ cho nên được tên này vị tu dạ ma thiên vương thứ 8, tên là Quang Diệm. Vì quang minh của vị này phóng ra thường có lửa ngọn, chiếu thấu, triệt, tất cả đen tối, cho nên được tên này. Vị tu dạ ma thiên vương thứ 9, tên là Quang Chiếu. Vì vị này phóng quang chiếu khắp thế gian khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích, cho nên được tên này. Vị tu dạ ma thiên vương thứ 10 tên là Phổ Quán Sát Đại Danh Sừng. Vì vị, vị này quan sát khắp hết tất cả chúng sinh trong thế gian Ai có đại danh xưng, ai là đại thiện nhân, ai là đại hiếu tử, ai là người tu hành, ai là người có đạo đức Do đó được tên này Có vô lượng số tu dạ ma thiên vương như vậy làm thượng thủ Các vị đó đều siêng năng tu tập căn lành rộng lớn, tâm thường hoan hỉ, biết đủ Mười vị tu dạ ma thiên vương này làm thượng thủ trong các thiên vương số lượng các thiên vương cũng vô lượng vô biên, không thể tính đếm được. Những vị tu giả dạ ma thiên vương này đều riêng tinh tấn tu hành và học tập, tu càn lành rộng lớn, tức là tu phước tu huệ, đồng thời tu học vô thượng Phật đạo, tức là nghiên cứu kinh điển, y giáo phụng hành, cho nên tâm của họ thường thanh tịnh khoái lạc không sầu lo, thường sinh hoan hỉ và tri túc. Do đó, sự năng trì túc thầm tường lạc